Bạn thân Kiều. Ê mày ơi, mày có biết cái bài ấy nó tên là gì không? Bài ấy là bài nào? Cái bài ấy mà nó... Cái bài đấy đây. Mày ơi, hình như dạo này người yêu tao không còn yêu tao như trước nữa. Mày xem tao phải làm gì bây giờ? Chia tay. Tao nói mày không được nói cho ai biết nghe chưa? Nhớ đấy. Tao thích anh kia kìa. Ôi anh ơi, con này nó yêu anh này. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi.